Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả và quý vị cùng đang theo dõi chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi Sa tạng chậu vấn đề không thể xem nhẹ. Và vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong số phát sóng ngày hôm nay. Thanh Rác mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với Thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Đoàn Phương Mai, điều hành khoa niệu nữ niệu chức năng của Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Phương Mai ạ. Chào Thanh Rác, xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ, thưa bác sĩ Mai, được biết thì khi mà tiếp nhận các thông tin từ phòng công tác xã hội của Bệnh viện Bình Dân thì gần đây bệnh viện cũng đã tiếp nhận rất là nhiều ca về vấn đề sa tạng chậu rất là phức tạp. Nhưng chương trình ngày hôm nay đã mở đầu chương trình, xin phép nhờ bác sĩ có thể kể qua một vài ca, một vài trường hợp đặc biệt thưa bác sĩ. Để trả lời cho câu hỏi của bạn thì chắc quý vị khán thính giả và Thanh Rác nếu mà thường xuyên theo dõi chương trình Alo Bác sĩ thì chúng ta cũng biết được cái bệnh lý sa tạng chậu là như thế nào. Sa tạng chậu có nghĩa là khi đó người phụ thường á, là bệnh lý này chỉ gặp ở người phụ nữ thôi, và người phụ nữ sẽ có những cái tạng ở vùng chậu nó bị sa ra ngoài qua ngã âm đạo. Chúng ta sẽ thấy có một cái khối phồng ở ngã âm đạo. Thì thường những cái bệnh lý mà sa tạng chậu thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng về rối loạn về đường tiểu, về chức năng tình dục, về đường tiêu hóa, và chủ yếu thì người bệnh sẽ cảm thấy nó gây ảnh hưởng đến cái chất lượng sinh hoạt của bệnh nhân. Tuy nhiên á, nếu mà ở trong cái chủ đề phát sóng ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến một cái khía cạnh mới của cái vấn đề sa tạng chậu mà ít bệnh nhân có thể biết được, đó là khi mà những cái khối sa tạng chậu này nó gây ra những cái vấn đề mà nó đe dọa đến sức khỏe cũng như là đến tính mạng của người bệnh một cách nghiêm trọng. Điển hình ví dụ như là trên hình ảnh của quý vị có nhìn thấy á, là một cái khối sa tạng chậu lớn, và cái đó thì nó sẽ kéo theo cả cái niệu quản của bệnh nhân bị sa ra ngoài luôn. Thì cái chuyện mà niệu quản mà bị sa ra ngoài thì nó làm cho cái niệu quản là cái ống mà dẫn nước tiểu từ trên thận xuống dưới bàng quang, và khi mà cái khối sa đó nó ra ngoài, cái niệu quản nó ra ngoài thì nó làm cho cái niệu quản của chúng ta nó bị gập góc, nó làm cho nước tiểu từ thận nó không xuống nước bàng quang được, cơ thể mình nó không tải nước tiểu ra được, và nó làm cho thận bị ứ nước. Tình trạng mà ứ nước thận lâu ngày thì nó sẽ dẫn đến tình trạng suy thận, nó ra gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đặc biệt á, là cái tình trạng thận ứ nước lâu ngày á, nếu như mà nó có tình trạng nhiễm trùng xảy ra thì nó gây ra tình trạng gọi là ở y khoa đó gọi là thận ứ nước nhiễm trùng, và cái tình trạng đó nó tiến triển thì nó sẽ gây ra nhiễm trùng máu, nhiễm trùng huyết, và cái tình trạng đó thì có thể là làm cho bệnh nhân vô sốc nhiễm trùng. Và tình gần đây thì Bệnh viện Bình Dân có tiếp nhận một cái trường hợp một cụ bà có tình trạng là nhiễm trùng huyết do thận ứ nước nhiễm trùng do khối sa tạng chậu, và phải nằm điều trị ở khoa chăm sóc tích cực, có một cái bệnh lý rất là nghiêm trọng. Cái trường hợp thứ hai mà cái biến chứng mà của cái tình trạng mà khối sa tạng chậu này nó lâu dài thì trên hình ảnh thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, đó chính là một cái khối sa nó nằm ở bên ngoài cơ thể lâu dài. Chúng ta được biết cái tử cung, cái âm đạo là những cái bộ phận mà mình thường trực là nó sẽ nằm ở bên trong cơ thể, thì nó có một cái môi trường độ ẩm, môi trường pH thích hợp, nó chỉ cái mô nó thích hợp được nằm ở trong cơ thể thôi. Nhưng mà khi mà nó ra ngoài một thời gian dài thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là bị khô, viêm khô cái âm đạo lẫn trên cái mô vùng đó, nó dễ bị tổn thương, kèm theo khi mình ma sát, khi mà bệnh nhân di chuyển thì nó lâu ngày nó sẽ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Và nếu mà để đến tình trạng viêm nhiễm này lâu dài và không được điều trị kịp thời thì nó có thể nguy cơ là dẫn đến bị ung thư hóa, như cái hình ảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy ở góc màn hình mà bác sĩ chia sẻ với quý vị. Thưa bác sĩ Mai, điểm chung của những cái trường hợp này là gì và tại sao họ lại đến bệnh viện trong một cái tình huống nó trễ như vậy thưa bác sĩ? Điểm chung á, mà các bác sĩ nhận thấy á, thì những cái bệnh nhân đa số phải gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi và ít quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Thì các bệnh nhân thì đều cho rằng đó là cái vấn đề của tuổi tác, thì nó chỉ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt, cái vướng víu thôi, chứ còn không có, họ không biết, họ không có những cái kiến thức để mà biết rằng cần những cái khối sa đó nếu mà lâu dài có thể gây ra những cái biến chứng như bác sĩ nói trên. Vì thế nên tâm lý của các cụ bà thường là chịu đựng hoặc là ngại nói với con cháu và ngại đi bệnh viện, ngại phải can thiệp, phải mổ xẻ. Hoặc là có những cái bệnh nhân đã đến, nó được bác sĩ tư vấn, nó được phẫu thuật rồi, nhưng mà lo lắng về
cái nguy cơ của cuộc phẫu thuật mà lại bỏ qua những cái nguy cơ nếu mà chúng ta chịu đựng cái khối xa, cái bệnh lý đó, thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Thì vì thế nên qua cái chủ đề nói chuyện hôm nay thì bác sĩ cũng muốn chia sẻ cho bệnh nhân hiểu là nếu mà cái khối xa đó chúng ta không giải quyết nó thì lâu dần nó là ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào. Dạ, thưa bác sĩ Mai, quan niệm lâu nay của nhiều người khi mà nhắc đến xa tạng chậu thì chỉ nhắc là xa âm đạo hoặc là xa tử cung thôi. Nhưng mà qua cái số phát sóng lần trước có cơ hội được trò chuyện cùng với bác sĩ Mai thì chúng ta cũng được biết là xa tạng chậu nó phức tạp hơn như thế. Vậy thì xin phép nhờ bác sĩ điểm lại một lần nữa trong chương trình ngày hôm nay là xa tạng chậu thì có thể xa những cái tạng gì ở trong, thưa bác sĩ Mai? Mình có thể nói nôm na để cho người bệnh hiểu. Mình có thể hiểu là cái vùng bụng của chúng ta đó thì giống như là một cái hình hộp, nó có cái đáy. Cái đáy của hình hộp đó là một cái hệ thống cân cơ, đáy chậu. Thì ở những cái người phụ nữ có bệnh lý xa tạng chậu á, thì cái vùng cân cơ đáy chậu, có nghĩa là cái vùng đáy của cái hình hộp chữ nhật này nó bị suy yếu. Thì những cái tạng ở trong vùng chậu nó sẽ theo cái chỗ suy yếu đó nó đi ra ngoài. Thì thường nhất á, trước tiên là tử cung. Thì tử cung tại vì nó nằm gần cái âm đạo nhất thì nó sẽ bị đẩy ra trước tiên. Vì thế nên chúng ta cũng dễ bị nhầm lẫn là xa tạng chậu chỉ là xa tử cung, nhưng mà không phải như vậy. Thì qua cái chỗ suy yếu này á, thì còn có bàng quang nè, và niệu quản, tiếp theo là đến ruột. Thì qua cái hình ảnh mà quý vị nhìn thấy ở trên màn hình á, thì chúng ta cũng có thể thấy là ở cái bệnh nhân này á, là ngoài cái khối xa ở vùng sinh dục thì nó bị viêm loét, thì còn ở vùng nó bị rách một cái phần ổ bụng, nó làm vùng cái mặt ở dưới phần đáy của ổ bụng nó làm cho ruột non bị đi ra ngoài. Thì cái tình trạng này là một cái tình trạng rất là nặng. Còn nếu như mà cái ruột non nó không xa nhưng mà nó còn nằm ở trong cái túi tạng xa thì nó cũng có thể gây ra cái tình trạng gọi là tắc ruột. Nó có nghĩa là ruột nó bị nằm ở dưới này và nó không có đảm bảo được cái nhu động ruột, nó gây ra tình trạng tắc ruột. Và đây cũng là một cái cấp cứu ngoại khoa để làm cho bệnh nhân có thể đau bụng dữ dội, nôn ói, bí trung đại tiện. Và cái trường hợp khi mà bệnh nhân có cái tình trạng này thì cũng nên đến bệnh viện ngay lập tức để các bác sĩ có thể giải quyết cái vấn đề này. Vì nếu mà để lâu ngày quá thì nó gây ra tình trạng hoại tử ruột và viêm phúc mạc rất là nguy hiểm. Dạ, với những chia sẻ từ phần đầu chương trình có thể thấy là dạo gần đây tại Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận những cái ca, những cái trường hợp nó rất là đặc biệt và rất là đáng tiếc như vậy. Để mà chúng ta tránh cái việc mà bệnh nhân đến bệnh viện trễ và có những cái biến chứng nguy hiểm như mà chúng ta vừa kể, thì có cách nào để mà trẻ phát hiện sớm hơn căn bệnh này hay không, thưa bác sĩ Mai? Nếu mà nói là để chúng ta giảm thiểu những cái biến chứng thì lời khuyên đầu tiên của bác sĩ đó là các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn và thành thật với lại cơ thể của mình nhiều hơn. Khi mà chúng ta thấy cơ thể có những cái bất thường, đặc biệt là ở vùng âm đạo, thì có những cái khối phồng ở vùng âm đạo thì đến bác sĩ để bác sĩ khám và chẩn đoán cái giai đoạn nó kịp thời. Thật ra thì cái khối phồng ở vùng âm đạo thì ngoài cái xa tạng chậu chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt với lại những cái bệnh lý khác nữa. Chứ không phải là cái khối xa nào, ở cái khối nào nằm ở vùng âm đạo cũng là xa tạng chậu. Chúng ta có thể gặp những cái bệnh lý lành tính, ví dụ như là nang âm đạo, cho đến những bệnh lý ác tính như u thành âm đạo. Còn cái vấn đề mà xa tạng chậu á, thì bác sĩ nhấn mạnh là một lần nữa, đây không phải là vấn đề về một vấn đề của tuổi tác, một bệnh lý không thể tránh khỏi của tuổi già. Và nó cũng không phải là một bệnh lý mà hoàn toàn gọi là chỉ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, mà nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời thì chúng ta sẽ có thể gặp phải những cái biến chứng mà nó khá là nặng nề như bác sĩ vừa liệt kê trong cái chương trình này. Vì thế nên mong quý vị khán thính giả hãy dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình và đến để các bác sĩ có thể giúp cho quý vị được sớm hơn. Bởi vì nếu mà mình đến sớm thì cái phương pháp điều trị nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Dạ, và với những cái trường hợp mà bệnh nhân của mình đến trễ và đã có những cái biến chứng như vậy rồi thì cái cách khắc phục sẽ như thế nào? Và liệu rằng có chữa được khỏi cái tình trạng, cái bệnh lý nào hay không, thưa bác sĩ Mai? Thì bất kỳ một cái bệnh lý nào á thì cũng có nhiều cái phương pháp điều trị. Từ cái điều trị ít xâm lấn nhất cho đến điều trị mà xâm lấn nhất. Thì đối với phương bệnh lý xa tạng chậu cũng vậy, nếu như mà chúng ta đến một cái giai đoạn sớm, xa tạng chậu ở mức độ nhẹ thôi thì chúng ta sẽ không có phải phẫu thuật. Và hiện tại thì y khoa có những cái biện pháp để mà phục hồi cái hệ thống cơ đáy chậu của chúng ta trở lại, ví dụ như là tập sàn chậu với lại máy tập sàn chậu có phản hồi sinh học, hoặc là gần đây đó là laser sàn chậu.
Và nhưng mà tuy nhiên nếu mà quý vị đến với một cái tình trạng mà sa tạng chậu mức độ nặng rồi, có nghĩa là cái cơ, cái mô cơ nó không thể hồi phục lại được, và đặc biệt nữa là khi mà có biến chứng thì khi đó thì cái phương pháp mà bác sĩ lựa chọn thì chắc chắn phải là phẫu thuật. Nhưng mà cái phương pháp phẫu thuật như thế nào thì còn tùy cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, tùy cái tạng sa cũng như tùy cái biến chứng mà bác sĩ sẽ đưa ra một cái kế hoạch điều trị cụ thể cho từng bệnh nhân. Tuy nhiên á, có một cái vấn đề bác sĩ Mai phải cũng qua đây muốn chia sẻ, đó là không phải cái giai đoạn nào mà bác sĩ phẫu thuật thì cũng giúp cho người bệnh trở về được bình thường. Dạ. Ví dụ như là cái thận của chúng ta khi mà nó đã ứ nước lâu ngày quá rồi, bác sĩ dù cho có phục hồi lại được cái cấu trúc giải phẫu về lại được như mức độ ban đầu thì cái chức năng thận nó cũng không có thể nào mà nó hồi phục lại được như ban đầu được. Nên nhiều trường hợp như bác sĩ mổ rồi nhưng mà thận vẫn ứ nước, chúng ta sẽ cứu lại được cái phần nào cái chức năng thận thôi, chứ không thể nào hồi phục lại được như bình thường. Và có những trường hợp mà sau đó mặc dù đã phẫu thuật rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải sử dụng cái biện pháp là thay thế thận, gọi là lạo chạy thận định kỳ á, để mà phục hồi lại cái sức khỏe cho người bệnh, chứ mà không thể mà chỉ bằng phẫu thuật thôi mà có thể giúp lại được chúng ta. Vì thế nên bác sĩ vẫn nói là quý vị nên đến khám và điều trị kịp thời ở giai đoạn sớm, thì như vậy thì chúng ta mới có thể giảm thiểu được những cái gánh nặng về sức khỏe cho bản thân cũng như là cho người thân của mình. Dạ. Ngoài cái việc chúng ta có bệnh thì phải đi khám sớm, thì đối với cái căn bệnh này khi mà chúng ta chăm sóc và chúng ta điều trị ngay cái tại nhà của mình thôi thì mình nên làm gì và không nên làm gì, thưa bác sĩ Mai? Về cái điều trị, về cái dự phòng mà cái điều trị sa tạng chậu á, yeah, những người mà chưa bị sa hoặc là bị sa ở mức độ nhẹ mà chúng ta đã điều trị nó phục hồi lại được rồi thì chúng ta cần phải điều trị để tránh tái phát. Yeah. Những cái chúng ta hiểu những cái thói quen sinh hoạt để giúp cho cái khối sa đó theo thời gian nó không bị tái phát lại. Thì điều đầu tiên á, là chúng ta cần phải có chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh, đầy đủ những cái chất dinh dưỡng thì cái mô của chúng ta mới khỏe, mới chắc được. Chúng ta phải uống đầy đủ nước, ăn nhiều chất xơ để tránh táo bón. Tiếp theo nữa là chúng ta tránh những cái việc kiểm soát, chúng ta nên phải kiểm soát cân nặng của chúng ta một cách hợp lý. Để ở những người mà thừa cân á, thì cái mô liên kết của mình nó sẽ bị yếu nhiều hơn. Và chúng ta sẽ cũng nên việc mà chúng ta cần phải nên tránh, đó là chúng các quý vị nhớ là phải tránh táo bón, tránh ngồi xổm lâu dài. Ngồi gì thì chúng ta cũng phải nên có một cái ghế kê. Yeah. Các bà các mẹ nhiều khi mình giặt đồ, mình đi chợ mà không để ý, mình làm đồ ăn thì mình cứ ngồi mà mình gọi là ngồi chồm hổm, ngồi không có ghế thì nó sẽ làm cho cái vùng chậu của mình nó bị tăng cái áp lực. Yeah. Tiếp theo nữa là sẽ tránh hút thuốc lá chủ động cũng như là thụ động. Thụ động có nghĩa là trong gia đình mà có những người hút thuốc lá thì chúng ta nên tránh xa những người phụ nữ của mình ra, đừng có để họ hít những cái khói thuốc lá đó. Tại vì cái khói thuốc lá đó thì nó sẽ kích thích, nó sẽ gây lên những bệnh lý hô hấp, gây ra ho mãn tính kéo dài. Thì cái tình trạng ho mãn tính kéo dài đó nó gây tăng áp lực của trong ổ bụng của mình, nó cũng làm cho cái vùng sàn chậu của mình bị suy yếu với thời gian. Và những cái chất nicotine trong thuốc lá thì người ta cũng nghiên cứu nó cũng là những cái chất mà làm cho cái vùng sàn chậu của mình bị suy yếu. Và cuối cùng nữa là trong quá trình mang thai thì các chị em phụ nữ cũng cố gắng là duy trì được kiểm soát cái chế độ ăn uống để duy trì một cái cân nặng hợp lý, tránh cái tình trạng mà chúng ta bị tăng cân quá nhiều trong thai kỳ. Như vậy thì tính cái quá trình mà mang thai và thai kỳ thì nó cũng là một cái yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng đến cái sàn chậu của mình sau này. Dạ vâng ạ. Thành ra cũng xin thay mặt cho tất cả quý vị khán giả xin trân trọng cảm ơn những thông tin, những chia sẻ, những lời khuyên của bác sĩ Phương Mai trong số phát sóng ngày hôm nay, để giúp quý vị hiểu hơn về bệnh lý sa tạng chậu, và đặc biệt là đã kể và để Thanh Tháp cũng như quý vị hiểu hơn và những cái trường hợp rất là đặc biệt của Bệnh viện Bình Dân vừa tiếp nhận. Có thể thấy là đa số đối với cái bệnh lý này thì các bà, các mẹ, các chị em một cái rào cản tâm lý họ rất là lớn, e ngại, cho nên là dẫn đến những cái trường hợp là đáng tiếc như bác sĩ Mai kể qua chương trình ngày hôm nay. Thì cũng mượn một cái ý rất là hay của bác sĩ Mai là chúng ta phải cần thành thật hơn với sức khỏe của mình, và có một cái dấu hiệu nào bất thường thì đến ngay bệnh viện, đừng e ngại, tại vì sức khỏe là vốn quý nhất. Chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ có tất cả. Một lần nữa thì Thanh Đáp cũng xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Phương Mai đã chia sẻ những cái thông điệp rất là hay trong số phát sóng ngày hôm nay ạ. Xin chào Thanh Đáp, xin chào quý vị khán thính giả. Dạ, và thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Mình chúc quý vị cùng với người thân của mình sẽ có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.